Xin chào anh em, hiện tại tôi đang có mặt tại trung tâm chăm sóc xe Enauto Spa, là một trong những trung tâm thuộc hệ thống AZSTAR tại Bình Dương. Và ngày hôm nay tôi sẽ đồng hành cùng anh em trong quá trình lắp đặt và nâng cấp ánh sáng cho con Mazda 6 này bởi Blazer Z22. Và ngay bên cạnh tôi đây, các kỹ thuật viên đang dán băng keo để hạn chế nhất việc xước xe trong quá trình tháo lắp cụm đèn. Sau khi tháo rời cụm đèn ra khỏi xe thì kỹ thuật viên sẽ đưa cả phần cụm đèn vào máy hấp đèn ở đây. Máy hấp đèn này có tác dụng làm giã phần keo kết nối giữa phần mặt đèn và đế đèn, và thời gian hấp đèn sẽ kéo dài khoảng 20 phút. Trải qua 20 phút quá trình hấp đèn thì hiện tại phần lớp keo kết nối phần mặt đèn và cụm đèn đã được giã ra. Từ đó, kỹ thuật viên có thể dễ dàng tháo phần mặt đèn ra ngoài và đi vào chi tiết bên trong đèn. Thì sau khi đi vào chi tiết bên trong đèn thì kỹ thuật viên bắt đầu tháo những phần bi đèn zin ra ngoài và đưa Blazer Z22 vào trong hốc đèn. Ngay sau khi đưa bi zin ra khỏi pad đèn thì các kỹ thuật viên đã lắp đặt và thay thế Blazer Z22 lên đế đèn. Và hiện tại đế đèn đang được đưa lên xe Mazda 6 để bắt đầu quá trình căn chỉnh đèn. Có thể các bạn chưa biết nhưng căn chỉnh đèn là một bước cực kỳ quan trọng. Việc này đòi hỏi kỹ thuật viên phải có tay nghề cao để đèn có thể đi xa, bám đường nhưng vẫn không làm chói mắt người đối diện. Và sau bước này chúng ta còn một bước nữa, đó chính là hấp đèn để kết nối hai phần mặt đèn và đế đèn vào với nhau. Sau khi hấp đèn lần 2 thì cụm đèn đã được hoàn thiện. Và như các bạn đã thấy thì hiện tại kỹ thuật viên đang đưa cụm đèn lắp vào xe. Cuối cùng, kỹ thuật viên đã hoàn thiện quá trình lắp đặt. Mazda 6 đã được nâng cấp ánh sáng bởi Blazer Z22. Và tất cả quá trình này được thực hiện tại trung tâm chăm sóc xe Enauto Spa, là một trong những hệ thống đại lý của AZSTAR tại Bình Dương. Và hy vọng qua những chia sẻ vừa rồi của mình, các bạn đã có được cái nhìn khách quan hơn, am hiểu hơn và sự lựa chọn tốt hơn khi có nhu cầu về tăng sáng cho ô tô.